Thưa quý vị, chỉ sau 2 tháng triển khai, phiên bản Mini App trên Zalo của ứng dụng Tây Ninh Smart đã thu hút hơn 81.000 người dùng. Đây là một thành tích vô cùng ấn tượng nếu so sánh với con số hơn 135.000 lượt sử dụng trong 2 năm của phiên bản phát hành trên các kho ứng dụng App Store hay Google Play. Sau 2 tháng ra mắt Mini App, Tây Ninh Smart đã có 21.973 người dùng trên 45 tuổi sử dụng, tăng 4,8 lần, đồng thời chiếm 27% so với tổng số người dùng trên toàn tỉnh. Trước đó, lượng người dùng ở độ tuổi này khá khiêm tốn, chỉ 4.506 người. Tức là trong 2 năm Tây Ninh Smart chỉ phát triển được có hơn 135.000 người sử dụng, còn ứng dụng trên Zalo thì chỉ mới có phát triển khoảng 2 tháng từ đầu tháng 3 tới nay á. Thì nó là phát triển lên 217.000 người sử dụng. Cho nên là tăng trưởng là 59% là trong vòng 2 tháng. Đó thì lượng người lớn tuổi tăng cao là về cái việc là tiện dụng, dễ sử dụng, nó không cần phải cài đặt nhiều. Và chỉ cần là việc mà tìm kiếm trên cái ô tìm kiếm của Zalo là gõ Tây Ninh Smart là nó sẽ ra ứng dụng. Thì nó tương tự như cái ứng dụng của, khác của Tây Ninh. Thì nó có các cái tính năng, chức năng đều giống như trên ứng dụng Tây Ninh Smart. Đơn giản, dễ dùng và mang lại hiệu quả thiết thực, Mini App Tây Ninh Smart trên Zalo nhanh chóng lập kỷ lục về tốc độ tăng trưởng so với phiên bản ứng dụng riêng biệt Tây Ninh Smart được tỉnh Tây Ninh công bố từ tháng 7 năm 2021 trên các kho ứng dụng. Phiên bản Mini App cũng đã giúp người dân Tây Ninh thuận tiện hơn trong việc nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính. Bằng chứng là sau 2 tháng, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến đã tăng từ 25.608 lên 56.534 lượt, tương đương 120%. Đồng thời, Mini App cũng ghi nhận 30.000 người dùng thường xuyên hàng tháng. Tháng tới thì theo xu hướng thì tỉnh sẽ đưa lên cái cổng thanh toán cho người dân. Thứ hai nữa là cho người dân tra cứu cái camera giao thông để biết được cái tình trạng giao thông hiện tại tại các tuyến đường cũng như là tình trạng vi phạm giao thông của các cái phương tiện giao thông tham gia. Ngoài cái đó ra thì sẽ phát triển thêm những cái tiện ích mà người dân có nhu cầu trong cái thời gian mà mình ứng dụng và cái ý kiến góp ý của người dân trên ứng dụng cần phát triển tính năng thì chúng tôi sẽ nghiên cứu bổ sung thêm. Những con số tăng trưởng của Mini App Tây Ninh Smart trên Zalo đã cho thấy hiệu quả nỗ lực của tỉnh Tây Ninh trong việc giúp mọi người dân đều tiếp cận được công nghệ ngày một gần gũi với chính quyền. Thưa quý vị, chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng đi kèm với nhiều thách thức, nhất là đối với các xã vùng biên. Khi đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận công nghệ cũng có phần hạn chế hơn nhiều. Nhận thấy được sự cần thiết phải nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Mobifone Tây Ninh đã tổ chức lễ trao tặng máy tính bảng và SIM data cho các tổ công nghệ số cộng đồng thuộc các xã biên giới của 5 huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng và Bến Cầu. Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng có vai trò quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Theo cái chương trình của Bộ trưởng Bộ Thông tin Thông đã tặng cho tỉnh Tây Ninh là 117 cái máy tính bảng cho cái tổ người số cộng đồng cho thuộc 20 xã biên giới của tỉnh. Thì đến hôm nay thì đi được 5 huyện rồi. Thì mỗi tổ công nghệ số cộng đồng thuộc các xã biên giới sẽ mỗi đại diện một tổ sẽ được nhận một cái máy tính bảng từ cái chương trình đó trong cái chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh năm 2022. Đồng hành cùng Sở Thông tin và Truyền thông tại buổi lễ trao tặng máy tính bảng, nhà mạng Mobifone đã đề xuất các giải pháp công nghệ số Mobifone phù hợp với điều kiện của địa phương như giáo dục, nông nghiệp và du lịch thông minh, loa và camera thông minh, hợp đồng điện tử, hóa đơn và chữ ký số. Bên cạnh các cái giải pháp và các cái sản phẩm dịch vụ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, thì Mobifone luôn luôn đồng hành với các cái hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt đó là hướng đến các tổ chuyển đổi số cộng đồng là các cái tác nhân cũng như là nhân tố chính trong cái việc
kết nối từ cái chuyển đổi số ở chính quyền đến người dân, và cái việc mà hỗ trợ đồng hành với Bộ Thông tin Truyền thông trong việc trao tặng các cái máy tính bảng kèm cái SIM data để hỗ trợ thêm cho các thành viên chuyển đổi số cộng đồng, thì hy vọng trong thời gian tới với những cái máy tính bảng được trang bị thì các thành viên trong tổ cộng đồng sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để mà có thể triển khai các cái công cuộc xây dựng chuyển đổi số và phát triển các cái nền tảng, các giải pháp để phục vụ lợi ích của người dân được tốt hơn. Hỗ trợ máy tính bảng giúp tổ công nghệ số cộng đồng các xã biên giới phục vụ tốt hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong ấp, khu phố và hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số. Đoàn viên Sở Thông tin Truyền thông đã hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng sử dụng các dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, dịch vụ công thông qua các nền tảng số như Tây Ninh Smart, OA Zalo nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ công nghệ số cộng đồng đưa công nghệ số vào các ngõ ngách của cuộc sống, người dân được tiếp cận với công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Thì đây là một cái chủ trương lớn của Đảng về cái chương trình chuyển đổi số tới cơ sở. Thì như đã biết thì xã Phước Chỉ là xã biên giới, về người dân ở trên địa bàn xã Phước Chỉ về cái nền tảng số thì còn rất là hạn chế. Từ đó thì xuất phát cái hạn chế đó, cho nên nó là theo chỉ đạo của thị ủy tổng bàn xã Phước Chỉ đã thành lập cái 11 cái tổ công nghệ số cộng đồng. Nhờ hôm nay thì được Sở Truyền thông Tây Ninh và đồng hành là cái chỗ MobiFone Tây Ninh đã tài trợ cho 11 tổ công nghệ số cộng đồng trên 11 ấp. Thì đối với địa phương thì đây là niềm vinh dự và rất là mừng, vì từng bước sẽ chuyển đổi số lan tỏa đến người dân để mà người dân tiếp cận được cái thông tin chủ trương của Đảng, nhà nước và cái dịch vụ công tới người dân để thực hiện. Là lực lượng chủ chốt trong tuyên truyền hướng dẫn cho người dân áp dụng công nghệ số, vì vậy khi được hỗ trợ về trang thiết bị, được tập huấn sử dụng, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng vô cùng phấn khởi. Là một cái chương trình mà nó là để là cho tất cả các ấp cũng như là trưởng ấp ở trên địa bàn của xã Tiên Thuận, là cùng các xã của biên giới của huyện Bến Cầu. Thì nói chung đây là một buổi học tập rất là ý nghĩa, đầy ý nghĩa để cho người trưởng ấp ta về để mà người ta sẽ hướng dẫn cho người dân cần thiết những cái gì dân cần. Dù mình hướng dẫn người dân vậy đó trên tất cả các ứng dụng, rồi để cho mình tạo điều kiện cho người dân, mình giúp đỡ cho người dân nộp tất cả các cái hồ sơ có liên quan về trực tuyến, hoặc là người dân cần cái gì như là thắc mắc hỏi đáp những vấn đề gì đó là mình sẽ hướng dẫn người dân. Quan trọng để giúp cho cái hoạt động công nghệ số với tổ cộng đồng á, là nó thuận lợi cho anh em trong hoạt động với dân. Thí dụ chuyển tải công tác tuyên truyền và tất cả các việc gì liên quan đến dân hoặc liên quan đến cái tổ công tác đó là rất nhanh. Cái này rất là hay chứ, công nghệ số này mai mốt là người dân mình khỏi cần, có nghĩa là người dân mình đến tại tổ công nghệ số cộng đồng của ấp mình đó, là mình sẽ hỗ trợ cho người dân mình trực tiếp là nộp hồ sơ này kia nọ, đó là người dân khỏi cần tốn thời gian đi lên phải nộp hồ sơ rồi chờ đợi này kia rồi. Sau khi tiếp cận máy tính bảng của chương trình, lãnh đạo địa phương sẽ quan tâm chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng sử dụng hiệu quả và chỉ đạo thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn hỗ trợ người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một người biết sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chuyển đổi số kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.